Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn căn nhà ở ngõ 34 Đào Đài. Đường này đường Đào Đài hay gọi là đường thông ra đường Đào Đô. Đây là toàn bộ nhà trước nhà mình nhé. Mình nói qua là nhà là có diện tích là 55m, xây 4 tầng, hướng Đông Bắc. Đây. Đây toàn bộ mặt tiền ngôi nhà mình nhé. Ở nhà lô góc luôn, hai mặt thoáng. Đây bên khe này. Đấy, khe bên này là có cửa thoáng luôn. Mặt tiền ngang nhà là hơn 4 mét. Đây, đường trước nhà mình đây. Đường trước nhà là ngõ chính là về 4m, ngõ chính 4m, còn trước cửa nhà là ô tô đậu thoải mái nhé. Trước cửa nhà đó. Còn đường từ đây thẳng ra là thẳng đường này ra là ra đường Đào Đô. Rẽ sang tay trái là chỉ cách chợ Hòa Bình khoảng 300m. Cách chợ Hòa Bình 300m. Còn rẽ tay phải là ra đường Vạn Kiếp, đường dọc của bờ sông. Đấy. Còn đâu đường vào nhà mình ấy, đường này là ô tô ra vào thoải mái. Đấy. Đấy. Từ đây ra đến đường chính, đường Đào Đô là rơi vào khoảng tầm 40m. Đấy. 4m, ô tô taxi ra vào quay đầu thoải mái. Rẽ tay trái là ra đường Hùng Duệ Vương, ra chợ Hòa Bình 300m. Còn đâu rẽ tay phải là ra đường Vạn Kiếp. Và còn quay ngược về phía, đi từ ra đường đó quay ngược đây là về phía Hoàng Huy Di và Sai. Đây mình sẽ mời các quý vị vào tham quan ngôi nhà của mình nhé. Đấy, nhà có diện tích là 55m, hướng Đông Bắc, xây 4 tầng. Đây phòng này là phòng khách của mình nè. Phòng này có thể là các bạn sẽ có thể cho ô tô vào đây được. Đấy, phòng này có thể chứa được nguyên con xe CRV. Nhà mới xây xong và vừa mới dọn công nghiệp xong. Đây toàn bộ phòng khách. Đấy, ngang mặt tiền các bạn nhìn thì biết. Đấy, đường trước nhà rất rộng luôn. Phòng khách là trần đã được gia chủ trang trí trần thạch cao. Tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Đó. Cầu thang thì khung nhựa, tay kính cường lực. Đây. Đây là phòng bếp này. Đấy. Ở cuối phòng bếp là có một cái khe thoáng nhé. Khe thoáng này là để hút mùi này. Đấy, vừa lấy ánh sáng vừa hút mùi luôn. Trang trí rất đẹp. Nếu mà mình có gia chủ khách nào về đây thì có thể đặt vài cái cây ở đây. Đặt vài cây rất đẹp luôn. Đấy, vấn đề ánh sáng cây vừa có không khí, vừa làm tăng các cái sinh động trong ngôi nhà. Đấy. Nhà diện tích 55m, cả sân nữa là hơn 60m, xây 4 tầng, gồm một gara, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3 vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Đấy. Đây tầng 2 các bạn nhé. Đấy, tất cả đều có cửa thoáng này. Đấy, nhà đằng trước đằng sau đều có cửa hết. Đây, cái phòng này có thể làm phòng khách này, đây là phòng khách luôn này. Đấy, đằng sau hô thoáng này. Đấy. Đấy, đây kính này. Nên nó ngồi ở phòng này mình có thể nhìn xuống dưới tầng dưới luôn được. Đấy, tất cả các trần đã được trang trí trần thạch cao này. Đấy.
cửa, các cửa là các phòng đều có ô cửa sổ thoáng đây này. Đấy, nhà lô góc, ô tô vào tận nhà. Đây là phòng vệ sinh này. Đấy, thiết bị vệ sinh rất là đẹp, có bồn tắm. Hai ban công, mỗi ban công là gia chủ thiết kế một kiểu cách khác nhau các bạn nhé. Các bạn vừa nhìn thấy ở mặt tiền rồi đấy. Đấy, đây là tầng 2 này, đây một phòng tầng 2. Đấy, ban công vuông. Ngay bên dưới luôn. Đấy, phòng cửa, rất nhiều ánh sáng. Đây tầng 3 này. Đây. Đây một phòng. Đấy, ban công này thì gia chủ làm ban công hình lửa hình tròn, rất là kiểu cách. Đây giống bên kia luôn, các bạn nhìn xem. Đấy, bên kia bên dưới là hai cái ban công giống nhau. Đấy, cũng có cửa sổ này. Đây phòng tắm. Rất là đẹp. Đấy, chỗ hốc kia, cái hốc này có thể trang trí hoặc để các cái đồ như xà phòng, dầu gội đầu hay là các cái vật dụng linh tinh. Đây, cửa đằng sau cũng khe thoáng. Đây, phòng này là phòng thứ 3, tầng 3 nhé. Đấy. Đấy, đằng sau luôn. Mình mở cho các bạn xem. Đấy, đằng sau là có khe thoáng nhà mình kìa. Cho nên là mình mở cửa sổ thoải mái. Ở bên cạnh. Đấy, cái đất này đã cũng chưa triển khai này. Mua luôn cái đất này. Đây mình lên tầng 4, mình đọc lại thông số một lần nữa nhé. Nhà có diện tích là trên bìa là 55m, thực tế sử dụng là 60m, ngang 4,5m. Nhà hướng đông bắc, xây 4 tầng, gồm 4 phòng ngủ, 1 gara, 1 phòng khách, 3 vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Giá đang chào bán là 4,3 tỷ, có thương lượng nhẹ. Ô tô chui vào nhà, ngõ trước nhà hơn 4m. Đây là chỗ sân phơi này. Đấy, sân phơi lấy ánh sáng, cửa thoát hiểm. Chỗ máy giặt này. Đây phòng thờ đây. Đấy, không hề phạm một lỗi phong thủy nào luôn. Đấy, trước cửa có cửa luôn. Đấy, đứng xa đây, các bạn nhìn thấy xa kia là tòa chung cư Hoàng Huy 37 tầng và khách sạn Imperia của Vin 45 tầng. Ở đây bên này là thêm phòng là 4 phòng này. Đúng. Đấy có thể là phòng khách, phòng kho. Đấy, tùy mọi người có thể sử dụng, thành ra là gọi 4 phòng. Đấy. Giá đang chào bán là 4,3 tỷ, có thương lượng nhẹ. Mọi chi tiết liên hệ theo số điện thoại nhé, 0988 843 145. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về căn nhà của mình. Nếu các bạn nhớ like và đừng quên ấn nút chuông đăng ký để đón xem các cái nhà tiếp theo của mình nhé. Để mình có các động lực quay các cái nhà đẹp ngoài phòng. Xin chân thành cảm ơn ạ.